cốt chung quốc tế thì hôm nay nhập được ở Việt Nam rồi nha mọi người. Mọi người nhớ nhập nha. Cốt với lại là link cách nhập á thì mình để dưới phần comment game cho mọi người. Ủa ai nhận cốt thôi mọi người ơi. Rồi bạn Ken Bác Tử đã đăng ký kênh và mình đã tặng quà thỏi vàng cho bạn Ken Bác Tử nha. Bạn nào muốn nhận quà thỏi vàng nữa thì nhớ like comment ở video này. Và điều kiện là các bạn phải đăng ký kênh nữa ha, để giúp mình lên 100k sub cho mọi người. Khi mà gần lên 100k sub rồi mình sẽ bắt đầu tặng cái mũ bò này cho mọi người ha. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay cho mọi người ơi. Hôm nay thì các bạn nhớ điểm danh để lấy 20 kim cương nha, để chuẩn bị sang ngày thứ 5 á. Đấy, 20 kim cương luôn nha mọi người. Chuẩn bị sang ngày thứ 5 á, chúng ta điểm danh để xong hoàn thành cái nhiệm vụ vào ngày mai nha. Cái nhiệm vụ này sẽ hoàn thành và các bạn sẽ nhận được bộ đồ vào ngày mai nha mọi người. Nhớ điểm danh đúng tiến độ nha. Đấy, ngày thứ 5 đây nè. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ hỗ trợ nhập cư nha mọi người. Đấy, nhận kim cương là quá trời luôn. Không biết là ngày hôm nay có nhận được cái bộ đồ này không mọi người. Và cuối cùng đó là cái nhà nha. Wow, để mình nhận có thể là đủ điểm không ha. Với lại là nó còn một cái nhiệm vụ ngày thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải đi vào trong kho báu để mà đào khoáng sản nha mọi người. Ôi, gần đủ luôn nè. Ôi, mình nghĩ là có khi là đủ đó mọi người. Còn cái nhiệm vụ ngày thứ hai nữa nè, bây giờ mình sẽ chạy vô mình đào khoáng sản nha. Thì các bạn nhớ cái nhiệm vụ này nha, chứ để bữa sau ngày mai là nó hết các khoáng sản á. Giờ mình sẽ vào trong kho báu nha mọi người, để mà đào khoáng sản nha. Ngày hôm nay chủ nhật cho nên là có đào kho báu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vô trong đây ha. Không biết là mọi người có đủ cái bộ đồ khoáng sản mới chưa. Chưa có thì đi đào ha. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn đào kho báu thì nên đi đào tầng đầu tiên, chứ bây giờ đi đào thì hơi bị cực nha mọi người. Rất là cực luôn, tại vì không có nhân hai á, đúng không? Rồi hôm nay nhà phát hành thông báo đào kho báu được có nhân hai đâu, cho nên là mọi người đào rất cực luôn. Rồi, ôi vậy coi vậy chứ vẫn đông nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đào một cái khoáng sản để làm thành. Ôi mọi người xem mình nè, 199 cái khoang, 283 cái này không xài luôn. Trời đất ơi, bữa giờ toàn xài cái sản thường thôi các bạn, chứ ít cái xài cái này luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một khoáng sản nào đó để hoàn thành cái nhiệm vụ nha mọi người. Đâu mất rồi, khoáng sản rồi, ai đào khoáng sản. Ui lắp đánh nè mọi người, đá lắp đánh nè. Nhưng không ai, không ai nhặt hết vậy. Ủa khoáng sản đâu hết rồi. Trời đất ơi, ê mọi người đi đâu đông vậy, tách ra à, có làm gì đâu. À đây 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 đây. Ủa đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ok á, trời đất ơi, chơi đào của mình mất tiêu. Rồi, có một bạn FBB tìm thấy rồi nè. Hôm nay thì, đây. Rồi, đây nè mọi người ơi. Rồi, để mình đào xong luôn ha. Rồi, xong cái nhiệm vụ đó các bạn ơi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài coi thử là nhận được cái bộ đồ của dân nhập cư chưa ha. Bộ đồ mầm non với lại ba lô rồi, cái kiểu luôn nha mọi người. Không biết là đủ điểm chưa. Nếu mà ở đây không đủ thì chắc là ngày mai sẽ đủ. Rồi, đây nè mọi người ơi. Ngày thứ hai ha, nhiệm vụ tìm khoáng sản nè. Nhận, đủ không? Ui đủ đó mọi người, đủ nha. Wow, vậy là có khi là ngày mai hoặc là ngày mốt nha là chúng ta sẽ nhận được cái nhà luôn á. Ui nhận được bộ đồ lúc này mọi người. Ui xịn nha mọi người ơi, mặc vô cho mọi người xem luôn. Wow, ba lô nè, dép nè, mũ nè, đấy. Ủa cái áo đâu, áo nè, đấy nguyên bộ đồ luôn nha mọi người. Chiếc xe nữa, còn chiếc xe nữa ha. Đây nguyên một bộ đồ luôn. Ấy da. Đây chiếc xe nữa, chiếc xe đây. Rồi, một set bộ đồ của dân nhập cư đó các bạn ơi. Mình mới chơi game nè, đẹp không mọi người? Trời ơi quá là đẹp luôn ha. Trời xịn nha mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ nhận thêm một bộ đồ của Hoa Anh Đào nha các bạn. Đây, ngày mai chúng ta sẽ nhận được bộ đồ này. Ui nhà bảo hành cho đồ miễn phí quá trời luôn mọi người. Quá trời là xịn luôn á. Đấy, ai cũng nhận được rồi kìa mọi người ơi. Ơi xịn ha. Và chúng ta trông ngóng cái này thôi các bạn ơi. Rồi và phần thưởng cuối cùng là ai cũng thích luôn, đó là cái nhà này. Không biết cái nhà nó sẽ như thế nào. Và cái nhà này nó sẽ xuất hiện trước cái nhà đảo bầu trời nha mọi người. Đấy, cho nên là mọi người chuẩn bị ngày mai, ngày mai hay ngày mốt gì đó thì chúng ta, không biết là ngày mai hoàn thành cái nhiệm vụ này thì có nhận được cái nhà chưa, hay là phải đợi ngày mốt, ngày thứ sáu đó các bạn. Mà ở đây nó để 7 ngày lận. Mình cứ tưởng là 7 ngày mới nhận được á nha. Ông cũng có khi là 7 ngày mới nhận được. Mà sao bữa giờ mình làm nhiệm vụ nhanh như ta. Tới nay hộp quà đây luôn rồi. Thì để ngày mai nha mọi người. Mình nghĩ là có thể là ngày mai ngày mốt có thể là nhận được luôn rồi đấy. Không phải cần phải đợi ngày thứ bảy đâu.
Ấy xịn nha. Ủa cái nhà này hơi bị xịn đúng các bạn. Nhà rừng rậm. Thì mình nghĩ trong nhà nó sẽ là có một cái khu rừng kiểu kiểu vậy nha mọi người. Có một khu rừng là kiểu nhà trên cây. Ủa có khi nào nhà rừng rậm có nhà trên cây không? Trời đất ơi. Không biết mình chỉ tưởng tượng ra thôi chứ không biết có trong bên trong có gì nha mọi người. Và các bạn nhớ là ôi đây ba bạn đã có đồ dân nhập cư mầm non rồi nha mọi người. Đi thôi. Hơi bị xịn luôn. Và các bạn nhớ là chạy qua bên trung tâm để điểm danh nha. Đấy cái đó cũng rất là quan trọng để cho mọi người để ngày mai để nhận đồ á. Hoàn thành cái nhiệm vụ nhận đồ nha mọi người. Đây một là điểm danh lịch quà tặng nè. Với lại là cái điểm danh ngày thứ năm á. Là ngày mai đó các bạn. Rồi mặc đồng phục vô các bạn ơi. Rồi ngày hôm nay là chắc là ai cũng như ai đó mọi người. Đấy. Quá là xịn luôn. Điểm danh ngày thứ hai nằm ở trên kia hả? Ok. Biết là chạy xe lên được không? Ôi trời 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 trời. Xe này chạy lên trên hay lượt luôn nha mọi người ơi. Xịn chưa? Rồi lên nhận hộp quà thứ hai nha mọi người. Một cái máy hâm xúc xích nha. Đấy trời chạy xe lên đi chơi luôn mọi người ơi. Kinh khủng thiệt chứ. Để xem theo ngày hôm nay thì nhà phát hành có ra đồ mới gì không ha. À không có đồ mới nha mọi người. Không có đồ mới nha mọi người ơi. À mình sẽ nhận kim cương miễn phí nha. Mình đang tích kim cương các bạn để chuẩn bị mua nhà đấy. Rồi mấy cái hộp mũ nữa nè. Đấy mọi người nè mình chưa có các mẫu cá này á. Thì mở kiếm mẫu cá ha. Hình như cái mẫu cá này mình có 3 cái luôn rồi á. Mình còn thiếu một cái thì phải. Mình cũng ráng mở coi. Còn cái cuối cùng là cái mình còn thiếu hình như là cái mẫu lá cây nhỉ. Sao lá cây hay cái mẫu màu nhà ta mình quên rồi. Bạn nào có thường xem kênh mình không thì biết mình còn thiếu cái mẫu nào không. Comment bên dưới nha. Hộp mẫu cá này quá trời trời. Rồi. Rồi cái hộp nhà tù nè. Hôm nay thì nhà bác hành cho hai cái hộp luôn. Mở mệt nghỉ. Mà mệt cho những bạn nào mà xem quảng cáo á. Chứ mình không xem quảng cáo cho nên không có mệt cho mọi người. Mình chỉ cần nhắn vô thôi là mở được rồi. Bạn mà xem quảng cáo thì hơi bị lâu. Mở cái này lâu lắm. À mình nhớ cái mũ á. Chữ B là mình chưa có mở ra thôi. Trời ơi cái sự kiện lần trước. À hình như là mũ chữ B bán trong cửa hàng thì phải nhờ. Mình nghe nói mình có đọc ở đâu trên group á. Thì mình nghe nói mọi người là mũ chữ B bán trong cửa hàng. Rồi được 3 kim cương. Mấy xíu mình vô cửa hàng xem thử. Rồi được 5 kim cương cũng ok nha mọi người. Rồi mình khuyên mọi người là đi làm cái nhiệm vụ thành tích để kiếm kim cương đi nha. Mình làm được một mớ rồi nè mọi người. 10, 20 kim cương à, 50 kim cương rồi đó. Đó để chuẩn bị lấy kim cương để mua nhà. Để xem trong cửa hàng nha mọi người. Cửa hàng có mũ chữ B. Mũ đây. Trời đất ơi, mũ chữ B bán trong cửa hàng. Có mũ chữ B có bán trong cửa hàng nè mọi người ơi, có 1.500 thôi. Bữa là mọi người xem quảng cáo quá trời quá đất luôn đúng không? Mà không ra cái mũ, hôm nay cái mũ bán có 1.500, các bạn vô đi mua nha. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Nhà bác Hành ơi là nhà bác Hành. Đấy, hai cái mũ này đẹp quá trời luôn. Mình thích nhất là ba cái mũ màu nè, mũ màu cam nè. Mũ này cho nên mà bây giờ mình đang xài cái bộ đồ mầm non cho nên là mình để cái mũ mầm non cho đẹp nha các bạn. Còn đây là cái mũ bò này các bạn nhớ tham gia mini game nha. Kênh của mình có móc mới đó. Bữa sau mình sẽ tặng mũ bò cho các bạn nha. Rồi, hiện tại thì mình đang có là 758 kim cương nha các bạn. Trời ơi. U là trời dân nhập cư đông nha mọi người ơi. Trời ơi đếm ở đây chắc mười mấy chiếc xe, 20 chiếc xe gì đó ha. Rồi mọi người nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Có gì hay ho thì mình sẽ đăng tiếp cho mọi người xem.